we start, I just want to tell you guys that if you guys hate when I talk in English, or like if you hate when a Vietnamese talk in English in their vlog, you can just don't watch it. And I know that there's many people who still supporting me and who love me and watching my vlog. I just want to say that thank you so much for your support, and I'll just try my best to make this vlog like super fun and yeah, super fun. So see ya in a few seconds later. Right now I'm in Singapore, so I'm so excited to go to travel around here, try to discover new things in here, so I will bring you guys with me. Bây giờ thì mình và các bạn của mình đang chuẩn bị mua vé cho cái public transportation. Mình vẫn chưa biết là bao nhiêu, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là họ sẽ phải cần cái hộ chiếu của mình, và mình sẽ mua để mình đi train. I just bought the MRT ticket which cost me like $1.50. So we're gonna try what is different from the train in Singapore and the train in Melbourne. We are waiting for 5 minutes. But the new MRT ticket, which is look like this, and it costs like $10 per day, and I think it's very cheap if you guys stay for like 1 or 2 or 3 days rather than just buy one train ticket. So yeah, now we are in the city mall, city square mall right now, and we're kind of finding something to eat. And we decide to eat curry rice chicken. As you guys can see, I'll show you. And I hope that it will be delicious, because look at the price, it's not that expensive. It's like $5.8 per meal. So let's give it a try. Guys, we change our mind and we decide to eat another one, which is here. This downstairs was so crowded, that's why we decided to come up. You guys saw the first dish already came out, which is Saraka noodle.
read it right. I'm used to all the pressure. Going to the Sephora in Singapore. I hope that I will find something interesting to buy. I have this color in ivory. Shopping mall and conventional center. And I think it is so beautiful. I am at the shopping Marina Bay Sands right now, and it's just so huge. I bought Gongcha again, but this time it's not milk tea anymore. It is like black lemon tea. At first I thought like it's all day gonna be like rainy and storms, but right now it's too hot. We wanted to go in the morning to the Universal, but now it's like already 4 p.m. Universal closed at 7. I don't think that we should go there. So my friends are thinking, what should we do for now before we go to eat dinner? So maybe I'll update with you guys later. Mọi người ơi, thì vừa nãy đang đi chơi thì mưa quá, cho nên là bây giờ đi về để mà thay quần áo đây này, xong rồi đi ăn với bạn bè. Thì bây giờ mình đang chờ mấy đứa bạn để mà đi ra ăn buffet để trong khách sạn luôn. Cho nên là mình cũng ngại vì mọi người đang nhìn mình. Tụi nó không nhìn nữa rồi, cho nên là nói chung thôi, đợi tí nhá, mình kêu tụi nó vào trong đã, rồi mình sẽ quay lại với các bạn. Giống như ngay từ đầu mình có nói với các bạn rằng là trong vlog này mình sẽ nói bằng tiếng Anh, nhưng mà tới cái lúc này Mina nghĩ rằng cái việc Mina sẽ chia sẻ cho các bạn bây giờ Mina muốn nói bằng tiếng Việt thì nó sẽ ý nghĩa hơn và có thể là các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Và ngày trước Mina có đọc một bài báo rất là hay, thì đọc xong thì mình cũng muốn gọi là chia sẻ cái quan điểm về tiếng Anh của mình và một vài mẹo mà mình nghĩ rằng nếu như mà mình nói thì các bạn cũng sẽ gọi là thay đổi cái quan điểm về tiếng Anh của mình một xíu để mà mình có thể cải thiện tiếng Anh của mình tốt hơn và cải thiện cái khả năng giao tiếp của mình nhiều hơn. Thì mình nghĩ rằng một trong những lý do mà khiến các bạn ở Malaysia hay là Philippines nói tiếng Anh khá là giỏi là bởi vì các bạn hay sử dụng tiếng Anh, giống như là các bạn có thể không ngần ngại bắt chuyện với người ngoại quốc, hay là cơ bản có thể gọi là nói chuyện tiếng Anh với nhau, với bạn bè, hay là mình nói chuyện tiếng Anh với bạn mình. Thì đó là chuyện bình thường, rủ nhau đi ăn tối hay là tự giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng Anh là một chuyện rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà quay lại Việt Nam mình ý, thì mình cảm thấy đôi lúc mình ra đường mình nói chuyện với bạn mình bằng tiếng Anh ý, thì mọi người nhìn mình với một ánh mắt rất là kiểu ôi con này nó show off hay là cái gì đấy. Nói chung là thay vì ở nước người ta thì người ta hoan nghênh cái việc nói tiếng Anh, thì nhưng mà ở Việt Nam thì họ lại Mina không biết tại sao lại như thế. Giống như là Mina từng gặp trường hợp là Mina đăng một cái status lên và Mina viết khoảng 10 dòng, nhưng mà Mina chỉ lỡ lời trong cái comment đấy, Mina viết hai chữ hai từ bằng tiếng Anh thôi nhá, mà trong cái comment section ở dưới có những hơn 60 cái comment viết ra không phải để bàn luận cái topic đấy, mà đơn giản là để chỉ trích Mina tại sao mà Mina lại nói tiếng Anh mất dạy như thế. Đúng rồi, sỉ nhục Mina một đống luôn. Mina nhớ lại và Mina vẫn cảm thấy rất là bức xúc nhá. Và qua video này thì Mina cũng muốn chia sẻ cho các bạn luôn, bởi vì trong cái lần comment mà Mina bị xỉ vả như thế thì Mina không có giải thích, bởi vì Mina không có thích giải thích cho những người mà người ta đã ghét mình rồi. Bởi vì khi mà người ta đã không thích mình, như là người ta đã có một cái gọi là bad impression về mình, thì mình có giải thích như thế nào thì người ta cũng sẽ không trân trọng, vẫn sẽ ghét mình thôi. Cho nên là vì các bạn là những người mà Mina rất là yêu quý
Và đó cũng chính là lý do tại sao Mina muốn chia sẻ cho các bạn. Lý do là tại sao đôi lúc Mina nói chuyện mà Mina phải chêm thêm một vài câu tiếng Anh. Thì như các bạn đã biết là Mina sinh ra ở Nga. Và từ lúc Mina sinh ra thì Mina cũng như là học tập và lớn lên ở Nga. Tới năm cấp 2 rồi cấp 3 Mina mới về Việt Nam, Mina học. Và sau đấy Mina mới lên đại học. Thì trong suốt quãng thời gian đấy thì Mina mới có thể gọi là bắt đầu học lại tiếng Việt, cách viết tiếng Việt, mọi thứ như thế. Cho nên là Mina cảm thấy rằng là trong suốt hơn 5 năm mà tiếng Việt của Mina được như bây giờ, thì Mina cảm thấy Mina đã rất là cố gắng để mà học tập, để không quên được cội nguồn của mình. Cho nên đó cũng chính lý do tại sao Mina muốn các bạn hiểu Mina một chút. Và đôi lúc cũng đừng khắt khe với Mina quá. Thế thôi. Và để cuối cùng ấy mà Mina muốn chốt lại trong cái điều mà Mina muốn chia sẻ cho các bạn, là Mina nghĩ rằng các bạn ở bên Malaysia, các bạn có một cái gọi là cách học rất là hay. Thì các bạn ấy sẽ không có nghĩ rằng tiếng Anh là một môn học, hay là tiếng Anh là một cái môn học mà mình phải nghiên cứu, mà họ sẽ nghĩ rằng tiếng Anh là một cái kỹ năng mà họ cần phải rèn luyện và họ cần phải sử dụng để mà trau chuốt cho cái kỹ năng đấy nó tốt hơn. Và thay vì các bạn nghĩ rằng các bạn sẽ chỉ học ngữ pháp thôi, trên bài vở thôi để mà trả bài các kiểu, thì mình nghĩ rằng các bạn trong những ngày thường nhật như thế này này, các bạn có thể gọi là sử dụng nhé, sử dụng chứ không phải học nhé. Các bạn sử dụng tiếng Anh bằng cách là các bạn nói chuyện với bạn bè, hay là cùng trao đổi với các bạn ngoại quốc, nói chuyện một cách gọi là các bạn đừng có lo là mình nói thế này sai, thế kia sai, cái đấy không quan trọng. Cái quan trọng là bạn phải tự tin. Giống như bạn nói ra mà bạn sai thì các bạn khác sẽ sửa cho các bạn, và lúc ấy bạn mới biết được là bạn sai ở đâu để bạn sửa. Và mình nghĩ rằng câu nói này sẽ gọi là một trong những câu nói có thể thay đổi cách bạn suy nghĩ về tiếng Anh và giúp bạn cải thiện tiếng Anh của bạn rất là nhiều. Và câu nói đấy chính là: It doesn't matter how many hours you spend on studying English. The only thing matter is how many hours you spend using it. Đấy. Và mình sẽ gọi là để một cái translation ở đây, và Mina mong rằng các bạn sẽ cảm thấy câu nói này thật là ý nghĩa, và các bạn sẽ gọi là không chỉ học tiếng Anh mà sẽ gọi là còn sử dụng nó, luôn luôn sử dụng nó và biết cách sử dụng nó để mà trau dồi tiếng Anh của mình nhiều hơn và có thể nói chuyện tiếng Anh như gió. Singapore River.
river cruise. To record, the first thing that I'm talking is like, hey guys, even though it is all gonna be in the one video, like that make no sense maybe. Stop. Trying to get to the train stop. And actually I really like in Singapore because like, I don't need to pay too much money for taxi while I can go like $10 per one day and I can go anywhere. So that's very convenient. And another thing I like in Singapore is that I can talk English and everyone can understand what I'm talking about. Like, what? I will still vlog, but I won't be shy. Hey guys, it's me again, and we are now at Chinatown. As you can see, actually in Melbourne also has kind of Chinatown, but I didn't like it, so I hope that I'm gonna like this more. So let's discover it. And it is raining right now. So sad. We haven't got to dinner yet, so it's kind of annoying because we gotta walk to the dinner place. Because my friend said in Orchard Street there's many interesting things there, like shopping or like maybe clothing. They have Sephora as well, and so much bigger than Kiki. This brand also has in Melbourne. This, what is it? Sephora. Follow me.
so many like bloggers said that their favorite scent or perfume is Jo Malone. When I tried to smell it in the Jo Malone store, I didn't like it at all. Like maybe my most favorite one was like Mimosa. I wouldn't buy it. It's just like my most favorite one in there. So if something related to perfume, please don't just listen to the bloggers, because everyone has their different taste. So please just go to the stores and smell it, and then if you like it, then buy it. Right now it's still raining, but we're still going to the Orchard Road. Today is Monday and it's raining. There's not much people going around, I think. That's why I feel a little bit boring at night. But it's still a great day, because I have a chance to go many places, eat many foods. So yeah. Lý do mà video lần này Mina làm đúng 24 phút bởi vì trong lần trước Mina đã up một status lên trang Facebook chính thức của Mina là Mina nên làm video này trong vòng bao nhiêu phút, và có 3 sự lựa chọn: 9 phút, 17 phút và 24 phút. Và Mina đã bảo mọi người bình luận xem là mình nên làm video này trong bao nhiêu phút, và mọi người đã bình luận rất nhiều cho sự lựa chọn là 24 phút. Cho nên là trong video lần này Mina đã cố gắng để làm đủ 24 phút để cho mọi người xem, và mong rằng mọi người sẽ thích video này. Đừng quên là hãy follow vào trang Facebook của Mina nha.